Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm qua chúng ta đã nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu khi Ngài khởi sự rao giảng tin mừng. Ngài mời gọi hãy hối cải và tin vào tin mừng. Và chúng ta cũng đã phân tích với nhau về lời mời gọi hối cải của Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu thêm về việc Chúa Giêsu mời gọi hãy tin vào tin mừng. Tin mừng chính là ơn cứu độ, là nước Thiên Chúa, là sự giải thoát khỏi tình cảnh nô lệ tội lỗi. Sự giải thoát và cứu độ mà bao nhiêu thế hệ loài người đã trông đợi. Có ơn cứu độ, có sự giải thoát, nghĩa là có đấng cứu thế, có đấng giải phóng nhân loại. Như thế, tin vào tin mừng cũng chính là tin vào Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết và sống lại để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và ban cho chúng ta sự sống mới, sự sống đời đời. Tất cả chúng ta đều biết là thánh lễ là một cuộc tưởng niệm lễ vượt qua của Chúa Kitô, là hiện tại hóa và tiến dâng lễ hy sinh độc nhất của Chúa Kitô lên Chúa Cha trong phụng vụ của Hội Thánh. Đó là câu giáo lý căn bản định nghĩa về thánh lễ. Như thế, mỗi lần chúng ta quy tụ với nhau trong thánh lễ thì chúng ta không chỉ tưởng niệm, nhớ lại biến cố Chúa Giêsu chết và sống lại để ban ơn cứu độ cho chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng tin rằng công nghiệp mà Chúa Giêsu đã lập được qua mầu nhiệm vượt qua, nghĩa là qua cái chết và sự sống lại của Ngài, trở nên hiện tại cho mọi người chúng ta thuộc mọi thời và mọi nơi. Chúa Kitô nhập thể làm người để giao hòa cái thế gian tội lỗi này với Thiên Chúa, để làm cho cửa trời vốn đã đóng lại khi mà Adam Eva phạm tội thì bây giờ lại được mở ra. Chúa Kitô đã tự hiến mình làm lễ tế để cứu chuộc loài người. Lễ tế của Chúa Kitô đã hoàn tất qua hai giai đoạn, đó là nhờ sự chết của Ngài trên thập giá và nhờ sự sống lại và lên trời của Ngài. Hai giai đoạn của cuộc tế lễ của Chúa Kitô làm thành mầu nhiệm cứu chuộc. Trước tiên chúng ta cùng suy niệm về biến cố thập giá hay là sự chết của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma đã viết như thế này: Thiên Chúa thi thố lòng yêu mến của người đối với ta thế này, là Đức Kitô đã chết vì ta ngay lúc ta còn là tội nhân. Vâng, tất cả chúng ta, kẻ nói cũng như người nghe, chúng ta đều là tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Và Đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay lúc chúng ta còn là tội nhân. Tình yêu của Thiên Chúa thật là tuyệt diệu. Tình yêu đó phủ lấp muôn vàn tội lỗi của nhân loại, vượt quá sự yếu đuối của chúng ta. Có một câu chuyện kể rằng một ngày kia có một người phụ nữ vốn mang tiếng là cái người đàn bà tội lỗi nhất trong cái thành đó, tìm tới với một linh mục, hai tay nắm hai vốc cát đầy như thế này, và bà ta chạy tới với linh mục đó và nói rằng: Cha ơi, tội của con nhiều như thế này, liệu Chúa có tha cho con không? Vị linh mục đó nhẹ nhàng nói: Chị ngồi xuống, chúng ta trao đổi với nhau. Và vị linh mục hỏi rằng: Này chị, hồi còn bé có khi nào chị ra biển và chị chơi cái trò gọi là vốc cát lên để gọi là sắp xây thành một cái lâu đài cát ở bờ biển hay không? Ta bảo có chứ, nhà con ở gần biển mà, con vẫn chơi cái trò đó từ bé. Thế thì khi mà có một làn sóng biển ập vào
thì chị thấy thế nào? Cái tòa lâu đài mà chị xây bằng cát đó, nó có tồn tại không? Mà thưa cha không. Vâng, rõ ràng sóng biển ùa vào và làm sụp hết tất cả cái tòa lâu đài cát đó và kéo nó ra biển, hòa nhập vào với lòng đại dương. Vậy thì tình thương của Thiên Chúa phủ lấp muôn vàn tội lỗi của chúng ta. Thiên Chúa tha thứ cho tất cả chúng ta và Thiên Chúa lôi kéo chúng ta vào cái đại dương ân sủng của Ngài. Đúng ra, khi con người xúc phạm đến Thiên Chúa, khi con người tự mình cắt đứt cái tương quan yêu thương với Thiên Chúa, thì con người phải cầu cạnh, phải năn nỉ để mong được nối kết lại trong tình thương, để được giao hòa lại với Thiên Chúa. Thế nhưng chính Thiên Chúa đã đi bước trước. Thiên Chúa đã hạ cố đến với con người, và chính lòng xót thương của Thiên Chúa đã thúc đẩy người thực hiện kế đồ cứu rỗi nhân loại trong người con duy nhất của người là Đức Giêsu Kitô. Đức Kitô là đấng không hề biết tội, nhưng vì chúng ta, Thiên Chúa đã coi Ngài như hiện thân của tội lỗi, để trong Ngài chúng ta được trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Quả thật, Đức Kitô hoàn toàn không có một tội gì, nhưng mà Ngài đã phải chịu hậu quả của tội, nghĩa là gánh chịu cái sự vô phúc, bất hạnh do tội của ta gây nên. Chỗ khác, Thánh Phaolô còn nói mạnh hơn. Ngài nói rằng Đức Kitô đã trở nên đồ chúc giữ vì chúng ta. Bởi vì như sách thánh đã chép, phàm ai bị treo trên cây gỗ thì đó là đồ chúc giữ. Tội đòi phải có sự đền tội. Đức Kitô đã tự nguyện chấp nhận trở thành tội trong thân phận xác thịt tội lỗi của ta, để đền tội thay cho ta. Và Ngài đã kết án tội ngay nơi thân xác Ngài bị treo trên thập giá. Nếu như nơi tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu đã khẳng định rằng giờ của ta chưa đến, thì nơi biến cố thập giá, giờ đó đã điểm. Giờ mà Chúa Giêsu phải rời bỏ thế gian, ngang qua thập giá mà đi về cùng Chúa Cha. Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy tôn vinh con Cha. Ngõ hầu con Cha tôn vinh Cha. Đó là lời Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa Giêsu bước lên thập giá để thực hiện cái giờ giao hòa thế gian với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã không đành lòng để cho thế gian phải hư đi, phải trầm luân trong tội lỗi, nhưng Thiên Chúa đã trao ban, đã phó nộp chính người con duy nhất của người để cho thế gian được sống. Thánh Gioan đã viết rằng Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban người con một của người, để tất cả những ai đặt niềm tin nơi người con ấy thì không phải hư đi nhưng được sống đời đời. Nếu như trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã thử thách Abraham, mời gọi Abraham giết cái người con duy nhất của mình, người con của lời hứa là Isaac, để tế lễ cho Thiên Chúa. Nhưng rồi chúng ta thấy là Thiên Chúa đã tha chết cho Isaac, thay thế vào bằng một con cừu. Isaac là người con của lời hứa, lời con duy nhất của Abraham. Người con đó đã được tha chết, nhưng Thiên Chúa lại không dung tha cho chính con một của người, mà lại phó nộp vì chúng ta hết thảy. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã dang rộng vòng tay để lôi kéo mọi người đến cùng Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định, như Mô-xê
bị dương cao, đã dương cao con rắn trong sa mạc thế nào, thì con người viết hoa là chính Chúa Giêsu đó, con người cũng phải bị dương cao như vậy. Ngõ hầu kẻ nào tin thì nhờ Ngài mà được sống đời đời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, thập giá vốn là một hình phạt độc ác nhất dành cho những phạm nhân ác ôn côn đồ, và là dấu hiệu của sự nhục nhã, bị ruồng bỏ, bị khinh chê. Phạm nhân bị bắt buộc phải tự mình vác lấy thập giá và chịu treo thân trần truồng và chịu chết lẻ loi một mình ngoài thành phố, xa cộng đồng. Thập giá cũng còn là một hình phạt dành riêng cho những phạm nhân ngoại quốc. Đó chính là tập tục, là lề thói của đế quốc Roma. Chính trong ý nghĩa này mà các vị lãnh đạo tôn giáo và toàn thể dân Do Thái đã yêu cầu Phi-la-tô kết án đóng đinh Chúa Giê-xu vào thập giá. Họ đã xem Ngài như là một tên phản động, một phạm nhân chuyên phá rối trật tự trị an, lập hội phi pháp, và như thế như là một người nước ngoài. Đúng như lời Thánh Gioan đã ghi nhận trong tin mừng của Ngài, Ngài đã đến nơi nhà của Ngài mà người nhà đã không tiếp nhận Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, qua cái chết cứu độ của Chúa Giêsu, thập giá đã trở thành thánh giá, một cái giá thánh mang lấy thân xác Chúa Giêsu để rồi cứu độ chúng ta. Và thánh giá đã trở nên một biểu tượng cho tất cả mọi Kitô hữu chúng ta thuộc mọi thời. Chính cái chết và đặc biệt là sự sống lại vinh quang của Chúa Giêsu đã làm đảo lộn cái ý nghĩa biểu hiệu của thập giá, cái cây gỗ nhục hình và cái hình phạt độc ác giờ đây đã trở nên niềm vinh dự và sự hãnh diện của chúng ta. Và chúng ta có thể nói một cách xác tín như lời Thánh Phaolô: vinh quang của ta là thập giá Đức Kitô. Chính nơi Ngài ta được cứu độ, ta được sống và được sống lại. Đọc lại ba lời loan báo về cuộc thương khó của Chúa Giêsu trong tin mừng nhất lãm, tức là tin mừng Matthew, Marco và Luca. Ba tin mừng đó gọi chung là tin mừng nhất lãm bởi vì có chung một cái nhìn, chung một cái nhìn và cái cách sắp xếp về cuộc đời của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta đọc, chúng ta đối chiếu, chúng ta sẽ thấy có nhiều cái ở trong Matthew có đã viết, Marco cũng viết, Luca cũng viết. Còn tin mừng Thánh Gioan có cái nét độc đáo riêng bởi vì Ngài viết sau ba tác giả kia, cho nên có những điều các tác giả kia đã viết thì Ngài không có viết lại. Thì đọc ba cái lời loan báo về thương khó của Chúa Giêsu đó, chúng ta thấy luôn luôn Chúa Giêsu đề cập đến việc Ngài sẽ sống lại sau cái chết. Nếu như cuộc đời trần gian của Chúa Giêsu kết thúc ở nơi cái chết của Ngài thì quả thật đó là một sự thất bại hoàn toàn. Sự sống lại của Chúa Kitô đã làm cho cái sự chết của Ngài trở nên một sự thành công hoàn toàn và chắc chắn. Chúa Kitô chiến thắng sự chết như thế là chứng tỏ Ngài toàn thắng tội lỗi. Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Côrintô đã quả quyết như thế này: nếu Đức Kitô đã không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi thật là hư không, và hư không nữa việc anh em tin. Hoặc một lời khác: nhưng nếu Đức Kitô đã không sống lại thì việc anh em tin cũng hão huyền, và hiện anh em vẫn còn ở trong tội lỗi của anh em. Một lời khác: nếu ta đặt mối hy vọng vào Đức Kitô vẹn vẹn cho lúc sinh thời này thôi thì quả ta là những kẻ khốn nạn nhất trong cả thiên hạ. Rồi trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô cũng khẳng định Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết
Ngài không còn chết nữa. Sự chết không còn làm bá chủ được Ngài nữa. Trong thư gửi cho giáo đoàn Philip, Thánh Phaolô đã cho chúng ta một cái nhìn tổng hợp và đầy đủ về mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô với những lời lẽ như thế này: Đức Kitô phận là phận của một vị Thiên Chúa, nhưng Ngài đã không nghĩ phải dành cho được cái chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa. Song Ngài đã hủy mình ra không, là lĩnh lấy cái thân phận tôi đòi, trở thành giống hẳn người ta, đem thân đội lốt người phàm. Ngài đã hạ mình thấp hèn, trở thành vâng phục cho đến chết, và là cái chết thập giá. Bởi vậy, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài và ban cho Ngài một danh hiệu vượt quá mọi danh hiệu. Hầu trước danh hiệu của Đức Giêsu, mọi gối phải quỳ xuống bái lạy. Chốn hoàng thiên, trên địa cầu, dưới gầm đất, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa, mà làm vinh quang cho Thiên Chúa Cha. Có thể nói cái đoạn thư này của Thánh Phaolô tóm gọn lại cho chúng ta tất cả ý nghĩa của mầu nhiệm vượt qua của cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Ngài đón nhận, Ngài hoàn toàn vâng phục, và là vâng phục cho đến chết, và là cái chết thập giá. Chúng ta thấy cái điều đó hoàn toàn đối nghịch lại với Adam Eva. Adam Eva đã bất tuân lệnh Thiên Chúa, cho nên đã mang lấy cái ám phạt, mang lấy cái chết cho tất cả nhân loại chúng ta. Nhưng mà vì một người bất tuân mà tất cả nhân loại bị liệt vào hàng tội lỗi, thì do bởi một người vâng phục Thiên Chúa là chính Đức Giêsu Kitô đó mà tất cả chúng ta được trở nên công chính. Và cái sự vâng phục của Ngài, vâng phục cho đến chết, điều đó có thể mang hai cái chiều kích. Cái chiều kích thứ nhất là Ngài vâng phục trong suốt cả cuộc đời của Ngài, kể từ khi Ngài sinh ra làm người. Này con đến để thực thi thánh ý Cha. Của lễ toàn thiêu, của lễ xá tội, Ngài đã không ưng, không nhận. Nhưng mà này con xin đến để thực thi thánh ý Ngài. Cái bài hát chúng ta vẫn hát, máu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận, thì này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Đó là nói về mầu nhiệm Chúa Giêsu nhập thể, vì vâng phục mà mang lấy thân phận con người chúng ta. Và cả cuộc đời của Ngài, từ khi sinh ra cho đến chết, Ngài hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Đó là khía cạnh thứ nhất. Cái khía cạnh thứ hai là cho dẫu vì vâng phục mà phải đón nhận cái chết, thì Chúa Giêsu vẫn hoàn toàn đón nhận. Những lời cầu nguyện của Ngài trong vườn Gethsemane: lạy Cha, nếu có thể được, xin cất cái chén đắng này đi khỏi con, nhưng mà không phải là con muốn gì, một là vâng theo ý Cha. Và chính vì Ngài đã hạ mình sâu thẳm như thế, cho nên Thiên Chúa đã nâng Ngài lên, cho Ngài sống lại, và ban cho Ngài một danh hiệu, đó là Đức Giêsu Kitô là Chúa. Mà trước danh hiệu đó, mọi gối phải quỳ xuống mà bái lạy. Chúng ta hiểu được cái ý nghĩa mạnh mẽ của cái từ Chúa khi chúng ta tuyên xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa, là cứu Chúa của cuộc đời chúng ta. Chúng ta phó thác tất cả tương lai của chúng ta, gia đình của chúng ta, giáo xứ của chúng ta trong tình thương của Thiên Chúa. Hôm nay khi chúng ta cùng với Hội Thánh tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, có nghĩa là chúng ta nhận Ngài đang sống. Ngài đã chết nhưng Ngài vẫn đang sống và cầm lấy cái lịch sử, cầm lấy quyền hướng dẫn cái lịch sử của chúng ta đây. Ngài vẫn sống, và vẫn sống trong Hội Thánh, và vẫn sống trong lòng tất cả những ai tin. Đức Leo cả Giáo Hoàng đã nói như thế này: thân xác không hồn của Chúa Giêsu nằm bất động trong mộ. Thân xác ấy đã trỗi dậy vào ngày thứ ba và đã lên ngự bên hữu Chúa Cha uy nghi.
vượt lên trên các tầng trời cao thẳng. Thân xác ấy cũng là của chúng ta. Nếu ta đi theo con đường là các mệnh lệnh Ngài truyền và không xấu hổ tuyên xưng những việc Ngài đã làm khi chấp nhận mang lấy xác phàm để cứu độ ta, thì ta cũng sẽ được đưa lên tham dự vào vinh quang của Ngài. Bởi vì điều Ngài loan báo chắc chắn sẽ được ứng nghiệm. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, đấng ngự trên trời. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con thực sự biết mở rộng lòng đón nhận ơn cứu độ Chúa ban. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa trong việc đem ơn cứu độ của Chúa đến cho những người chưa biết Chúa, chưa tin nhận Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm trổ sinh trong mỗi người chúng con những hoa trái của Ngài, đó là mến yêu, vui mừng, bình an, đại lượng, nhân hậu, tốt lành, hiền từ, tín trực và tiết độ. Amen.